Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14 và tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 1 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cục Hàng không Việt Nam thông báo cắt giảm một nửa số chuyến bay Tết. Nhiều người dân lo lắng sẽ không mua được vé về đoàn tụ với gia đình dịp này. Lùi giờ học, giờ làm liệu có phải là giải pháp tốt để giảm ùn tắc giao thông? Cùng tìm câu trả lời qua câu chuyện của một trường học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một câu chuyện tủi khổ của lao động Việt Nam tại nước ngoài, bị hành hạ, đánh đập, quỵt lương, phải vào trại tị nạn và rất may mắn mới có thể về nước. Trong phần tin quốc tế, giới chức tình báo Mỹ khẳng định Nga chắc chắn đã phát động một chiến dịch chưa từng có tấn công mạng nhằm chi phối cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Alaska Airlines thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên từ Los Angeles, Mỹ tới La Habana, Cuba. Thưa quý vị, một trong những thông tin đáng chú ý nhất ngày hôm nay chính là việc Cục Hàng không Việt Nam thông báo sẽ chỉ có 1.270 chuyến bay tăng thêm trong dịp Tết Nguyên đán, tức là giảm đi một nửa so với đề xuất ban đầu của hãng này, của các hãng. Và việc cắt giảm này thì đã khiến cho cả những hành khách đã mua vé và chưa mua vé Tết đều lo lắng không thể bay về quê đoàn tụ với gia đình, nhất là khi mà hiện một số chuyến bay đã hết vé. Theo nhiều hành khách, việc cắt giảm một nửa số chuyến bay so với đề xuất của các hãng khiến họ lo lắng khó có tấm vé về quê dịp Tết. Bởi hiện nay, tại một số đại lý vé máy bay đã xảy ra tình trạng khách đặt vé mà không còn vé, chủ yếu rơi vào ngày cao điểm dịp Tết như từ 26 tới 30 tháng Chạp và tại các chặng bay ít chuyến như Chu Lai, Phú Quốc, Đồng Hới, Tuy Hòa. Sau một số chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh chưa khan hiếm vé. Riêng chiều thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì hiện các chuyến bay giờ đẹp, tức từ 8 đến 17 giờ các ngày cao điểm hầu như đã hết vé phổ thông, chỉ còn lại vé các giờ bay tối và đêm. Ngoài ra, mức giá vé rẻ cũng không còn. Các đại lý cũng cho biết, so với năm ngoái, giá vé không có nhiều biến động. Đối với Vietjet, mức giá cao nhất hạng phổ thông là 3 triệu một vé, chưa bao gồm thuế phí. Còn Vietnam Airlines là 3 triệu 100 nghìn đồng một vé, chưa bao gồm thuế phí. Không chỉ thế, quyết định cắt giảm chuyến bay tăng thêm cũng khiến nhiều hành khách đã có vé lo lắng không thể bay do nằm trong số lượng vé bán ra theo dự kiến ban đầu của hãng khi chưa được cấp phép. Bán vé trước tức là bán vé cho khách theo cái chuyến bay họ đã lập kế hoạch và được phê duyệt. Các hãng của chúng ta có kinh nghiệm rất là nhiều năm về mặt tổ chức mạng bán, không thể bán một cách triền miên, tràn lan để cạnh tranh không phải. Được biết, trong tổng số 1.270 chuyến được đồng ý tăng thêm, có tới 1.067 chuyến đến và đi sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, Vietnam Airlines tăng 340 chuyến, Vietjet Air 560 chuyến và Jetta Pacific tăng 165 chuyến, chủ yếu bay trong các ngày từ 16 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2017. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, người dân sinh sống tại khu vực đường Láng, Đống Đa, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh ở lòng đường. Nhiều người phỏng đoán nạn nhân là công nhân rơi từ nhà ga Láng, công trình thuộc dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh, Hà Đông. Một số nhân chứng cho rằng người gặp nạn rơi ở độ cao hơn 5 mét từ nhà ga đường sắt trên cao xuống mặt đường. Lực lượng y tế có mặt để sơ cứu ngay sau khi nhận được tin báo. Thấy nạn nhân còn tỉnh táo, lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Theo một số công nhân, ca làm việc buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ. Ban quản lý dự án đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đơn vị đã cử người đi xác minh, làm rõ thông tin vụ việc này. Đơn vị này cũng có yêu cầu tổng thầu, tư vấn giám sát, đơn vị trực tiếp thi công có báo cáo bằng văn bản. Trước đó vào tháng 10 năm 2016, cũng tại công trình đường sắt trên cao tuyến Cát Linh Hà Đông, một nam công nhân 19 tuổi do bất cẩn đã trượt chân rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống mặt đường, nạn nhân tử vong sau một ngày nhập viện. Cũng vẫn là một câu chuyện về giao thông, nhằm giải quyết bài toán tắc đường rất nan giải của thành phố Hồ Chí Minh, thay ca, thay giờ đang là đề xuất mà thành phố này cân nhắc. Mới đây thì trường học tại quận Bình Thạnh đã chủ động lùi giờ học, tránh giờ cao điểm, các bậc phụ huynh và học sinh đi lại thuận lợi dễ dàng hơn. Trường tiểu học Hồng Hà vào khoảng 7 giờ sáng. Nằm cách ngã tư Hàng Xanh, điểm giao thông thường xuyên đông đúc ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 mét. Nếu đến trường đúng giờ như trước đây, hàng trăm học sinh cùng các phụ huynh rất khó khăn để di chuyển cho kịp giờ giấc vào lớp của các em. Trường tiểu học Hồng Hà là trường đầu tiên chủ động lùi giờ học xuống nửa tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nửa tiếng đó đủ để tránh được thời điểm đông người đi học, đi làm nhất. Nó chạy không nổi, tại con nít mà nhiều khi
nó dậy rồi nó èo tới này luôn, nó ấn răng rồi này kia, rồi cái không có kịp giờ ăn cho nó, rồi nó uống đại miếng sữa nó đi thôi à. Nếu mà thời gian không thay đổi thì bé nó ngủ được ít lắm, tại vì thế dù định trễ thì nó ngủ được thêm một tí nữa, rồi nó có thời gian nó ăn nữa. Nói chung là sáng dậy mà con đông thì rập rập lắm, lo ăn lú cái này cái kia rồi phải chạy, cho nên là bây giờ làm vậy rất là thuận tiện. Hiện nay đa số các trường tiểu học, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều có khung giờ vào học chung là 6:45 đến 7 giờ vào lớp. Đây cũng là thời điểm căng thẳng về giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh và tình trạng kẹt ở trước các cổng trường rất phổ biến. Việc lùi giờ vào học giúp phụ huynh và các em học sinh chủ động thời gian đến trường không lo trễ giờ. Đặc biệt là các trường nằm trên các trục đường chính có lượng phương tiện qua lại đông, tình trạng ùn tắc cục bộ trước cổng trường giảm. Phương án mới hiện nay thì nó lại tốt hơn so với phương án cũ, bởi vì cái nó giảm cái lượng kẹt xe. Đối với tiểu học thì nó giãn cái thời gian ra cho các em nghỉ ngơi được nhiều hơn, bởi vì học sinh tiểu học nó cũng còn nhỏ so với các học sinh cấp 2, cấp 3. Thứ hai thì học sinh nó lại không có cái áp lực vấn đề mà phải đi sớm, bởi vì cái ảnh hưởng của phụ huynh khi đưa con đi học thì có những phụ huynh đi làm chưa có đến giờ làm mà phải vô sớm trong cái công cơ quan. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay không có quy định giờ vào học chung cho các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mà đa phần phụ thuộc vào đặc thù của mỗi trường như số buổi học, số tiết để cân chỉnh thời gian sao cho phù hợp. Một bé gái 13 tuổi tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tử vong cách đây ít ngày. Đáng nói là cháu bé chết sau khi được tiêm thuốc tại một phòng khám trên địa bàn của quận Củ Chi mà ban đầu chỉ để điều trị dị ứng mẩn ngứa. Không ai có thể chấp nhận sự thật khi con trẻ đột ngột mất đi. Gia đình chị Mỹ Hạnh tạm trú tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày tang thương nhất. Con gái chị, cháu Võ Thị Huỳnh Như, sinh năm 2004, bị mẩn ngứa hai bên đùi kèm theo sốt, nên được đưa đi khám ở một phòng khám tư nhân vào ngày 3 tháng 1. Tại đây, nhân viên y tế tiêm cho cháu một mũi thuốc. Ngay sau đó, bé than mệt và liệm dần bất tỉnh. Tại vì bé ngứa rồi mình mới nói là chắc vô đó thì khám thì bác sĩ cũng đưa thuốc cho bé uống thì dạp xuống thì thôi, mình đâu có nghĩ là cái chuyện lớn lao như vậy, mà không ngờ là qua bên đây người ta nói là bị sốc thuốc đó. Chích thuốc bị sốc thuốc. Cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ cho biết cháu bị viêm cơ tim, choáng tim. Đến 22 giờ đêm ngày 4 tháng 1 phải chuyển qua Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ. Các bác sĩ đánh giá tình hình và cho chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Tuy nhiên không cải thiện, bé được đưa về nhà và tử vong sau đó. Thì tình trạng mặc dầu là tim nó vẫn còn đập, tuy nhiên là tình trạng cháu tiên lượng rất là xấu, trong một cái tình trạng là sốc, tức là choáng rất là nặng, phù phổi cấp. Hiện tại cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các bệnh viện và phòng khám liên quan báo cáo sự việc. Phòng khám tư nhân đã bị tạm đình chỉ hoạt động để làm rõ nguyên nhân về trường hợp tử vong bất thường này. Còn gia đình vẫn đang tất bật lo lắng cho hậu sự của bé vào những ngày giáp Tết. 5 ngày sau bữa liên hoan tất niên có món tiết canh lợn cùng với bạn bè, một người đàn ông 35 tuổi ở Lai Châu đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao, mệt lả, trên da có nhiều nốt hoại tử và được chẩn đoán là mắc liên cầu khuẩn. Theo gia đình bệnh nhân, người đàn ông này đã mua lợn cắp nách của người dân trong bản về, trực tiếp giết mổ và làm tiết canh mời khoảng 20 người ăn liên hoan. 5 ngày sau khi ăn, bệnh nhân có biểu hiện bất thường. Tuy đã cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Lai Châu nhưng không thuyên giảm, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Được biết hiện bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn còn tình trạng sốc, có ban hoại tử khắp toàn thân, tập trung ở mặt, chân tay, có tình trạng tắc mạch hoại tử đầu ngón chân ngón tay, rối loạn đông máu nặng. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương mỗi năm tiếp nhận khoảng 100 ca mắc liên cầu khuẩn rải rác ở khắp các địa phương. Phần lớn các ca bệnh đó liên quan đến ăn tiết canh hoặc tham gia giết mổ lợn. Thời tiết lạnh và hanh khô như hiện nay khiến cho tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị do mắc viêm da cơ địa tăng cao, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Đáng nói là nhiều phụ huynh khi mà con bị mắc bệnh này thì lại thường nghĩ là trẻ bị nẻ, vì thế mà tự ý mua thuốc bôi. Đã có không ít trường hợp các bé tới Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng nặng, giãn mạch, teo da.
Đây là một trong số nhiều trường hợp nhập viện do tự ý dùng thuốc khi bị viêm da cơ địa. Các triệu chứng dễ thấy là hai má đỏ bừng vì ngứa. Nếu dùng kính soi sẽ thấy những bọng nước đang vỡ. Thì cũng ra hiệu thuốc thì cũng tưởng là cháu ngứa bình thường. Thì tôi đi ra hiệu thuốc mua thuốc thì người ta lại cho cả một đợt trước là bị là người ta bảo là nóng trong. Thế xong người ta cho uống cái giải độc gan, cả kết hợp cả uống cả bôi thì cháu cũng khỏi. Thế xong độ được khoảng được một tháng ấy. Thì bây giờ cháu lại bị quay lại thì tôi không ra mua thuốc nữa mà tôi cho ra hẳn da liễu trung ương luôn, tôi khám với cháu. Người dân đặc biệt là bố mẹ cháu thì đôi khi nghĩ rằng nó là nè. Đôi khi nghĩ rằng cái bệnh viêm da thông thường tự ra quầy thuốc để mua thuốc giống như trẻ vừa rồi, thì cái việc tự ra mua thuốc là rất là nguy hiểm, tại vì bản thân thuốc là phải có đơn của bác sĩ điều trị, không những tự uống thuốc vô. Vừa rồi đặc biệt bệnh trẻ vừa rồi chẳng hạn thì sau một thời gian điều trị của thuốc thì có thể làm nhẹ đi, nhưng mà thường thì sẽ gây nặng lên. Thứ đầu tiên thì cảm giác nhẹ đi, cuối cùng cái bệnh đi nặng hơn so với đợt trước, và thứ hai nữa là gây cái tác dụng phụ của thuốc. Thì trong hình ảnh vừa rồi thấy rằng là cái bệnh lý của con là ngoài cái tổn thương nó nặng ra, nó đỏ, nó chảy nước ra, thì ngoài ra tác dụng phụ ví dụ như là mất sắc tố, hình thành bắt đầu hiện tượng của cái giãn mạch có teo da thì rõ hơn. Nguy hiểm nhất là do cái dùng cái thuốc không bị nó không đúng chỉ định. Các bác sĩ cảnh báo hầu hết trẻ em bị viêm da cơ địa, phụ huynh ra hiệu thuốc thường được kê dùng toa thuốc tác dụng mạnh, trong thuốc có chứa corticoid để khắc chế bệnh nhanh chóng. Tuy nhiên chỉ nên thoa từ 7 đến 10 ngày. Nếu lạm dụng có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Đặc biệt, thuốc có thể thấm qua da vào máu. Nguyên tắc thì cái thuốc corticoid bôi vào da thì nó vẫn có thể ngấm vào trong máu. Và chính vì vậy cho nên cái tác dụng mà đầu tiên mà nguy hại của corticoid bôi vào da là đầu tiên gây tác dụng tại chỗ, có thể gây sự giãn mạch rất là dài, có thể gây bệnh bùng phát nặng hơn. Thế bình thường nó tiên đôi nhẹ, nhưng đôi khi dùng không đúng thì bệnh nó nặng hơn so với cái đợt trước. Rồi có thể gây sự mất sắc tố da như trẻ vừa rồi, có thể gây hiện tượng teo da. Bệnh viêm da cơ địa ở trẻ em thường kéo dài và rất hay tái phát. Do vậy, khi phụ huynh nghi ngờ con bị mắc viêm da cơ địa, nên ít nhất một lần đưa trẻ tới khám tại các chuyên khoa về da liễu, tránh tự ý mua thuốc về bôi. Sáng nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy trong năm 2016. Tình hình cháy nổ trong năm qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tổng số tiền thiệt hại lên đến gần 260 tỷ đồng. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2016, các tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu hộ cứu nạn tăng mạnh, xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra 361 vụ cháy, làm 8 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên đến gần 260 tỷ đồng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng đã giúp hơn 300 người thoát nạn, cứu được hơn 60 người trong các sự cố. Bên cạnh đó, tính chất của các vụ cháy ngày càng nghiêm trọng xảy ra ở loại hình vừa là nhà ở, vừa là nơi kinh doanh buôn bán. Điển hình như vụ cháy tại cửa hàng bếp điện thuộc quận Tân Phú làm 4 người chết vào tháng 6 năm 2016. Vụ cháy tại cửa hàng áo cưới thuộc quận 12 làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Nghiêm trọng hơn là vụ cháy trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 làm 6 người tử vong. Vì vậy, trong năm 2017, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát nạn đối với các cơ sở vừa là nhà ở, vừa là nơi kinh doanh, đồng thời rà soát độ an toàn trong việc sử dụng điện đến từng hộ gia đình nhằm kéo giảm rủi ro và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, trong khi tội phạm cướp tiệm vàng ngân hàng hiện nay ngày càng táo tợn và liều lĩnh, thì phần lớn các ngân hàng hiện nay lại chỉ được bố trí từ 1 đến 2 bảo vệ và trang bị hệ thống camera quan sát thông thường. Camera rất cần thiết để ghi lại nhân dạng của hung thủ, nhưng thực ra thì nó cũng chỉ là bảo vệ thụ động, giúp hỗ trợ truy bắt sau này. Một thiết bị an ninh không chỉ lưu lại được sự việc đang diễn ra, mà còn có thể giúp chủ cửa hàng có thể chủ động báo động trong tình trạng bị khống chế, kết nối ngay lập tức đến đường dây nóng của cơ quan công an, là giải pháp mà nhiều tiệm vàng đang mong muốn trang bị. Một tình huống giả định xảy ra tại cửa hàng vàng Thành Đạt, tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong trường hợp bị đối tượng xấu khống chế, chủ cửa hàng này hoàn toàn có thể báo động cho mọi người xung quanh biết chỉ bằng một thao tác rất đơn giản và kín đáo. Còi báo liên tục, cùng lúc đó, hệ thống tổng đài điện thoại chuyển tin báo khẩn cấp cướp tiệm vàng đến các số điện thoại mặc định, trong đó có số 113. Còn đây là tình huống khi không có người ở nhà,
Lúc này, hệ thống an ninh hồng ngoại sẽ được kích hoạt. Chứa nhiều tài sản quý, ngay lập tức, hệ thống cảnh báo sẽ báo động. Có, trước đây thì nhà em có lắp một bộ cũng kiểu chuông báo động. Nó chỉ có một cái loa nhỏ nhỏ thôi, lắp ở trên tường với cả có một cái điều khiển nhỏ nhỏ nữa. Thì lúc mà có trộm cắp hoặc gì đấy thì mình phải cầm điều khiển. Hoặc cái đấy thì thấy hơi bất lợi một chút, tại vì nhiều lúc mà điều khiển thì để một chỗ, xong rồi người một chỗ. Cái này thì thấy có ưu điểm hơn, tại vì là nó ngay dưới chân mình, thì mình có thể dậm chân khi mà có trộm vào ấy, thì trộm bắt mình giơ tay lên khống chế, không cho làm một cái việc gì hết, thì mình có thể chân mình có thể dẫm vào. Cửa hàng của chị Hồng Nhung vừa lắp đặt thiết bị này cách đây vài ngày, thay thế cho những thiết bị bảo vệ trước đó, do chúng chưa đem lại hiệu quả. Theo Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VNTIS Việt Nam, đây chỉ là một số ứng dụng của hệ thống. Trong điều kiện được lắp đặt hoàn chỉnh, hệ thống còn có thể lắp đặt thêm lựu đạn cay để ứng phó lại với đối tượng xấu. Nếu như mà muốn lắp các cái bộ toàn diện như vậy thì thứ nhất là phải xin phép bên cơ quan công an. Thì bên mình cũng đang trình cái việc xin phép là được sử dụng các cái thiết bị bảo vệ đấy cho các tiệm vàng, các ngân hàng. Thiết bị này do kỹ sư Vi Toàn Nghĩa vừa chế tạo thành công, tích hợp từ nhiều nghiên cứu trước đó của ông. Vì nếu vụ án xảy ra rồi là tài sản đã mất, có thể mạng người đã mất rồi. Và đi truy tìm thì rất khó khăn, không thể xử lý theo kiểu tiêu cực này được. Phải có những cái thiết bị mà để cho cộng đồng can thiệp ngay. Với giá bán không quá cao, chỉ vài triệu đồng, thiết bị này được xem là một trong những giải pháp giúp các chủ tiệm vàng yên tâm hơn trong thời điểm cuối năm. Thực tế, cũng đã có những nơi đầu tư trang bị hệ thống an ninh hiện đại này nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tội phạm nhòm ngó, hoặc chí ít là giúp tăng khả năng truy bắt được tội phạm sau khi gây án. Những năm gần đây, thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh những thị trường truyền thống như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, thì khu vực Trung Đông được xem là điểm đến mới dành cho lao động nước ta, đặc biệt là những lao động nữ giúp việc gia đình. Tuy nhiên thì không phải tất cả những người đến Trung Đông làm việc đều gặp may mắn, khi mà thời gian vừa qua thì xuất hiện nhiều trường hợp lao động nữ Việt Nam bị chủ quỵt lương, bỏ đói và thậm chí là bị đánh đập, phải bỏ trốn tìm đến đại sứ quán để cầu cứu. Trường hợp sau đây là một ví dụ. Rất là sung sướng và xúc động, không biết nói được cái lời nào. Khi về đến nhà như thế này, bây giờ về nhà chồng bệnh tật như thế này, không có đồng tiền nào để mà chăm sóc chồng. Bây giờ con đi làm thì lương thì ít, mà mong mỏi công ty trả tiền lương cho mình. Khi mà tôi vào trại thì công ty bỏ mặc tôi, bảo là hết trách nhiệm. Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân về những ngày tháng sống và làm việc tại Trung Đông. Cũng theo chị Vân, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà chị đành chấp nhận rời xa chồng con để làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út. Những tưởng mức lương 8 triệu hàng tháng nhận được như trong hợp đồng mà công ty xuất khẩu lao động đã hứa trước đó sẽ giúp cuộc sống gia đình khá hơn. Nhưng gần một năm nay, ngoài 2 tháng lương gửi về, thì chị Vân liên tục gọi điện thoại về kêu cứu. Bà chủ túm cổ tôi, cào xước này, đánh tôi, sưng hết hai cái mặt này lên, thâm tím mặt mũi, xong là những cái tay chân này là bà túm, bà đấm, tôi cũng không hiểu là tôi bị đau như thế nào nữa. Thì lúc đấy tôi hoảng lên, thì tôi vứt cái chậu xuống, thì tôi giữ cái tay của bà, thì bà lại nhổ nước miếng vào mặt tôi. Vậy thì tôi lại cầu cứu về công ty bảo là phải có bằng chứng. Chị nữ là người công ty, chị nữ bảo tôi là phải chụp lại có bằng chứng, thì lúc đấy tôi mới biết chụp lại để tôi lấy bằng chứng. Dù được công ty hỗ trợ trốn khỏi nhà chủ, nhưng với chị Vân, cuộc sống trong trại tị nạn cũng chẳng sung sướng gì. Đi muộn là chỉ còn mỗi một cái bánh mì thôi, không còn cái gì nữa, chỉ phát cho cái bánh mì là xong bữa. Thế mà đi sớm thì không thể chen được, vì người ta to khỏe hơn, người ta chen mình. Cũng rất là vất vả, và vào trại thì ốm suốt, cũng ốm virus, kiểu người nọ chùn truyền người kia. Nhiều quá cũng khổ lắm, chứ không phải là vào trại mà không phải làm cái gì mà sướng đâu.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, ngoài yếu tố khách quan thì phần lớn các doanh nghiệp cũng chưa thực sự tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết rủi ro cho người lao động. Khi mà người lao động rời khỏi khu trú thì cán bộ của Ban Quản lý Lao động cũng không đều tiếp xúc. Những cái nỗ lực phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà có người lao động sang đó làm việc, phối hợp với sứ quán của các bộ phận lao động xử lý các trường hợp này có thể là chưa thật kịp thời, chưa thật tích cực, và chắc chắn là phải có cái một đợt rà soát lại tất cả các doanh nghiệp và lực lượng sang lại làm việc với cái lĩnh vực gọi là du lịch gia đình. Dù rằng ước mơ thoát nghèo vẫn còn dang dở, nhưng với chị Vân, được trở về nhà, đoàn tụ bên người thân cũng là điều may mắn. Thế mới biết, giấc mơ đổi đời khi sang xứ người chẳng đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Với mục đích mang lại sự ấm áp cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những lao động nghèo, một nhóm bạn trẻ ở thành phố Vinh của Nghệ An đã vận động quyên góp và lập ra một chiếc tủ đựng quần áo ấm đặt ở công viên thành phố. Nghĩa cử cao đẹp này đã được nhiều người ủng hộ và chia sẻ, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Bà Nguyễn Thị Hồng thuộc một trong những hộ nghèo ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Biết tin có tủ đồ ấm miễn phí, bà đã tìm đến để lựa vài chiếc cho con mặc đi học. Với bà, đây là một món quà ý nghĩa trong mùa đông này. Chị cũng cảm ơn các cháu, cũng tạo điều kiện cho các người đi qua lại khó khăn. Ai khó khăn thì họ sẽ vô, họ xin các cháu. Cháu cảm ơn như vậy. Nhóm bạn trẻ lập ra tủ đồ này hiện đang là sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học Vinh và một số trường đại học khác, cùng một số thành viên trong câu lạc bộ Mô tô Vinh, với thông điệp đồng ấm yêu thương và lời kêu gọi ai thừa đến chia sẻ, ai thiếu đến lấy. Chỉ trong vòng hơn một tuần, nhóm thiện nguyện đã kêu gọi được hàng trăm bộ quần áo ấm các loại từ những người hảo tâm và đạt được tủ đồ miễn phí tại công viên cây xanh thành phố Vinh. Chúng tôi có ý tưởng từ rất lâu đấy, nhưng mà sau cái thời gian mà khi ấy là đang mùa hè, chưa có cái mục đích gì kêu gọi cả, thì đến mùa đông đấy, xuất phát từ sự đồng cảm đấy, thì đến lúc mùa đông ấy, tuy nhiên những cái người nằm ở ngoài đường không có áo, mà trong lúc mình nằm chăn ấm đêm êm thì mình có thể cũng đồng cảm, xuất phát từ trong cái tấm của mình. Thì bọn em làm cái tủ này, tôi làm cái tủ này với mục đích là sẽ cho mọi người có một cái tết ấm áp, một mùa đông ấm áp hơn. Mục đích của hành trình với cái chương trình này thì bọn em có tình quyên góp những cái quần áo cũ, bởi vì cũng là căn tết rồi thì cũng chủ yếu là nhận quần áo mùa đông. Thì bọn em có hai mục đích chính. Mục đích chính đầu tiên là bọn em muốn là quyên góp, đầu tiên là mình đặt tại một cái điểm ở Vinh để có những cái phần quà là tức là những cái quần áo cũ này ạ, thì hướng tới những cái người lao động nghèo, những cái người đang còn khó khăn ấy, để có một cái áo, cái quần để trong cái thời tiết mùa đông được ấm áp hơn. Và cái mục đích thứ hai mà chúng em cũng mong muốn ấy, thì là khi mà chương trình này chúng em muốn triển khai, thì chúng em cũng mong muốn là cái hình ảnh của chương trình sẽ được lan tỏa hơn, để từ đó mà có thể quyên góp được nhiều quần áo hơn, và sau đó sẽ gửi tới những cái vùng sâu, vùng xa hơn. Ngoài ra, nhóm còn thành lập một quầy bánh mì và nước miễn phí để phục vụ mọi người. Xuất phát của tôi là từ cái tình thương giữa con người và con người thôi. Đó là những anh em của chúng tôi thì làm được những việc cũng khá lâu rồi. Đấy, nên chúng tôi thấy giữa con người và con người nên yêu thương nhau. Nếu mà ai cảm thấy mà trong gia đình hoặc là tất cả mọi người cảm thấy có thừa quần áo hay là những cái đồ mình không sử dụng được thì sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ đi đón nhận, và chúng tôi sẽ phát lại cái những cảnh nghèo cho chúng tôi, và làm trong chương trình là lành đùm là rách. Sau tủ đồ này, nhóm thiện nguyện có kế hoạch nhân rộng mô hình tủ quần áo miễn phí đến các vùng sâu vùng xa để giúp những người nghèo ấm áp hơn trong những ngày mùa đông cũng như những ngày Tết sắp tới.